Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Ánh Sáng Hoàng Long. Và hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5. Bên em đang đi bàn giao một cấu hình máy tạo lửa. Các bác cùng theo chân em nhé. Căn một đấy, đây kịch lên. Cho lên cho xuống. Đấy, đúng rồi. Tí thôi có đây. Ui giời. Ui giời. Nhanh lên tí. Ui giời. Ui giời. Quá dã man. Ok ok. Ui giời. Tiếp đi anh. Rồi. Quá nóng. Đấy, thế thôi. Đâu. Nhanh lên. Đến đâu. Không có xương. Không có xương. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 các bác nhé. Uầy. Có nghe vào nó ấn nó tự tin hẳn nhỉ không? Bây giờ lấy hai con. Nhỏ nó cũng tăng gì đâu. Hả? Đó. Ok, thử nhá. Cái con này mốt đang sai. Rớt rát nhá. Rắc của nó, rắc nọ, rắc kia chứ mà. Sao lại láo này nhỉ? Rắc gì? Đồng nhất bọn Trung Quốc. Đấy, đây là hai máy test cuối cùng các bác nhá. Hai máy test cuối cùng. Đấy. Cũng tổng 10 cái 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đâu còn cái nữa hả? À kia, 10. Tắt bàn. Đấy. Thôi nhá, ọp nhá. Rất là tốn kém. Đấy. Cái này hôm nào chờ bàn demo xịn về nữa thì bắt đầu cài effect các bác nhá, chạy đuổi từ trái sang phải, từ phải sang trái, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, sẽ đưa effect vào. Mr. Huy, ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Trời ông ơi, ngày quốc tế lao động lên. Nhưng mà đây là nét đẹp trong lao động. Ấy, giời, đẹp nét đẹp gì? Quá đẹp với chứ. Đẩy hết cái vít ra. Rồi bây giờ sẽ bye bye quý vị nha, rồi và hẹn quý vị ở những chương trình sau nhé. À đây, từ Sovin phía sau đây. Cây này nó ok các bác nhá. Nó bị thừa, cái cây kia.